vừa ổn định kinh tế vĩ mô, vừa hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển. Ngân hàng nhà nước đang buộc phải nới biên độ tỷ giá 5%, đồng thời giữ mặt bằng lãi suất cho vay. Và đây là bài toán khó đối với ngành ngân hàng trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã liên tục nâng lãi suất đồng đô la Mỹ. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, World Bank, nền kinh tế Việt Nam dù tăng trưởng mạnh nhưng cũng đối mặt với nhiều lực cản. Tài chính toàn cầu bị thắt chặt, ảnh hưởng đến tỷ giá ngoại hối nhiều nước, áp lực tỷ giá cùng yêu cầu kiểm soát lạm phát trong nước dẫn đến dòng vốn tín dụng trong nước cũng phải thắt chặt, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính thanh khoản trong các hoạt động của các doanh nghiệp càng lớn, cái vòng quay càng lớn thì cái dòng tiền của họ cần hỗ trợ càng lớn. Cho nên có những cái giai đoạn là dòng tiền nó bị ngưng trệ, bị chậm lại, dẫn tới ảnh hưởng cái hoạt động của các doanh nghiệp. Cùng lúc phải ổn định kinh tế vĩ mô, phải hỗ trợ lãi suất thấp cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, phải đảm bảo an toàn cho hệ thống, đặc biệt là hệ thống ngân hàng thương mại, rõ ràng là áp lực vô cùng với ngân hàng nhà nước. Chúng ta gần tiếp cận đến cái giới hạn. Giới hạn đây không phải do ngân hàng quy định, mà giới hạn đây là ảnh hưởng đến hệ số an toàn của ngân hàng. Nếu hệ số an toàn ngân hàng giảm, thì lập tức là cái zoom tín dụng ngân hàng sẽ không được thực hiện 14% bình quân nữa. Thì chúng ta cần phải phân chia rõ ra đâu là những cái hoạt động cần phải kiểm soát và hạn chế để giảm thiểu những cái tác hại, ví dụ như gia tăng lạm phát hoặc là các hoạt động đầu cơ v.v. Đâu là những cái hoạt động mà chúng ta cần phải hỗ trợ, đó là những hoạt động sản xuất thực chất trong nền kinh tế. Trước áp lực từ nhiều phía, động thái nới biên độ tỷ giá 5% của ngân hàng nhà nước là nhằm cân bằng cung cầu thị trường ngoại hối, tránh suy giảm dự trữ ngoại tệ, cũng là giảm áp lực lãi suất cho doanh nghiệp. Điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi, cái trần lãi suất tiền gửi cũng như là điều chỉnh cái biên độ tỷ giá thì các cái động thái này của ngân hàng trung ương là phù hợp ở trong bối cảnh hiện nay, nhằm vừa giữ ổn định cái thị trường tệ và ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp. Các chuyên gia dự báo cuối năm 2022, nếu Fed tiếp tục tăng lãi suất đồng đô la Mỹ, ngân hàng nhà nước sẽ khó duy trì mặt bằng lãi suất cho vay như hiện nay và phải tiếp tục tăng biên độ tỷ giá để giữ vững dự trữ ngoại tệ. Như vậy, bài toán tăng dòng vốn cho doanh nghiệp, chuẩn bị kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 lại càng khó.